Vâng, có thể thấy là sau 2 năm canh tác thì cây chanh leo đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên bản đồ nông sản của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa người trồng chanh leo với đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm, gắn liền với mở rộng phát triển vùng trồng, đảm bảo đúng quy trình sản xuất an toàn tại các địa phương? Đó là những vấn đề được đặt ra trong sản xuất, tiêu thụ chanh leo trên địa bàn của tỉnh Sơn La. Và bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ghi nhận của các phóng viên Thời sự Nông thôn. Hợp tác xã chanh leo Mộc Châu. Mỗi ngày có đến hàng chục tấn chanh leo được hợp tác xã thu mua và tập kết về đây. Từ đây nông sản sẽ được phân loại, đóng gói và xuất bán đi thị trường Trung Quốc. Thứ nhất là cung cấp giống này, thứ hai là trong vấn đề là cũng bao tiêu sản phẩm, là cũng liên kết cùng một số công ty, là đơn vị là thu mua đến đâu là của bà con đâu là coi là về là cung cấp đi thẳng trực tiếp đi Trung Quốc. Theo giám đốc hợp tác xã chanh leo Mộc Châu, chanh leo là loại cây trồng còn tương đối mới trong vùng, mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của thị trường. Với mục tiêu đưa loại cây này vào chủ lực trong sản xuất và xuất khẩu, hợp tác xã đang liên kết với công ty cổ phần Na Food Tây Bắc để sản xuất và bao tiêu 100% sản phẩm cho bà con. Đồng thời người dân sẽ được hỗ trợ giống, kỹ thuật trong quá trình chăm sóc. Thứ nhất là cái cam kết trong cái hợp đồng là riêng hợp tác xã là đứng lên là bao tiêu toàn bộ các sản phẩm của bà con trồng ra đấy. Đấy cho nên bà con là ổn định cái vấn đề là cái phát triển làm thôi, làm lụng chăm sóc đấy rồi thu hái, còn cứ đến lịch là đơn vị là coi là đứng lên trực tiếp thu mua. Theo Ủy ban Nhân dân thị trấn Mộc Châu, việc tiêu thụ liên kết là xu hướng tất yếu để nông sản tiêu thụ ổn định. Tuy nhiên để không rơi vào tình cảnh phá vỡ hợp đồng là yêu cầu đang được đặt ra. Ở đây chính quyền đóng vai trò quan trọng là trọng tài trong việc đảm bảo ổn định liên kết nông sản theo chuỗi cho người dân và cả hợp tác xã. Thì từng bước thì chúng tôi sẽ có cố gắng để là tuyên truyền vận động nhân dân thành lập những cái tổ hợp tác đã đầu tiên, sau đó nếu mà nhiều thì sẽ thành lập hợp tác xã để cho tạo thành cái chuỗi sản phẩm của mình được liên kết, được cung ứng với nhau trên thị trường thì nó sẽ bảo đảm về lâu dài hơn. Hiện toàn tỉnh Sơn La có khoảng 700 hecta chanh leo. Để đảm bảo cung cấp nguyên liệu chế biến và xuất khẩu, tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2021 sẽ quy hoạch 5.000 hecta chanh leo. Chanh leo được coi là sản phẩm quả xuất khẩu chủ lực của tỉnh, được coi là cơ hội vàng cho người dân trồng và phát triển chanh leo. Tuy nhiên đi đôi với việc quy hoạch, tỉnh Sơn La cần xây dựng một chiến lược thị trường ổn định để đảm bảo cung cầu. Có như thế mới không lặp lại câu chuyện được mùa mất giá như nhiều nông sản thời gian qua.